Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn cháo rồi, cháo dầu diên rồi, cháo dầu diên, cháo thịt diên rồi, như bún rồi, cháo bún rồi, dưa không phải đèn đá rồi. Đây mọi người, cháo rồi, cháo dầu diên, cháo thịt diên rồi. Bún rồi, cháo bún rồi, có miếng ớt cay cay. Ly phê đen đá luôn rồi. Muỗng rồi, muỗng dài rồi, vừa dài vừa lâu rồi, vừa lâu vừa dài. Mời mọi người ăn sáng rồi, ăn sáng uống một phơi, làm cử sáng cho mọi người, làm cử sáng đi. Cái dừa viên, thịt viên ăn đúng thơm rồi, ngon. Em cảm giác thấy nó thơm, nó dậy mùi trong miệng là ngon rồi. Cái nạc nó dai dai mềm mềm bé béo rồi. Té gạo. Té hả? Té nó buồn hả? Gì kêu, đổi ẩm gì kêu kìa. Ừ, đi đường kia kìa. Đây nè. Mèo đường kia kìa. Đi đường này kìa. Quên rồi hả? Đi nè. Nó. Đi đi. Đi 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 đâu rồi đó mà đừng kêu. Đang bị lãng này, lãng này, té rồi chứ mẹ mày kìa. Không xuống nữa. Té á. Đi đường này quen rồi cũng đi. Đi nè, đi đường này nè, xuống được. Đi kia chi. Xuống đây nè. Nói không nghe. Cháo ngon rồi, vừa ăn rồi. Đi thằng này đi. Đi thằng đó. Xuống. Đi. Đây nè. Đứng mày nhắm đi. Muốn thống không nóng thì sợ. Sợ. Sợ không? Về đèn đá bò đắng luôn. Lát cho ăn. Rồi, cháo ngon rồi. Cái cháo ăn nấu vừa ăn rồi. Cái dầu viên, thịt viên ăn thơm ngon rồi. Cái nạc nó dai dai mềm. Cái nạc nó dai dai mềm mềm rồi. Ăn đúng ngon rồi. Này cháo thì nó hơi ấy xíu rồi. Nấu kiểu người ta để bún rồi. Nó lỏng lỏng rồi. Kiểu lỏng lỏng chưa tới lỏng leo rồi. Người ăn muốn ăn thì để bún vô người. Một miếng ớt cay cay. Rồi, cà phê đen đá thì bạo đắng luôn rồi. Rồi. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi sáng thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.